xin giới thiệu Wishbone và Drumstick. Hai chú gà Tây nhận được ưu đãi đặc biệt khi đến thăm thủ đô quốc gia, làm dáng chụp ảnh trong căn phòng khách sạn sang trọng và xuất hiện tại một cuộc họp báo do Liên đoàn Gà Tây Quốc gia tổ chức. Hai chú gà Tây đến từ bang Minnesota này trông rất điềm tĩnh khi chỉ đợi kết quả từ một cuộc thăm dò ý kiến xem chú nào sẽ được đến tòa Bạch Ốc dự lễ ân xá. Drumstick, người đã được ân xá. Trong hơn 100 năm qua, gà Tây luôn được long trọng mang đến tòa Bạch Ốc chức lễ tạ ơn, nhưng hầu hết là để làm món chính cho bàn tiệc. Nhưng Tổng thống John F. Kennedy năm 1963 đã nói, ta hãy để con gà này sống khi được dâng tặng một con gà lớn với tấm bảng chúc Tổng thống ngon miệng đeo quanh cổ. Sau đó, thỉnh thoảng vài năm, vẫn có những lễ ân xá gà Tây cho đến khi Tổng thống George H.W. Bush biến đó thành một nghi thức hàng năm vào năm 1989. Tổng thống Barack Obama, trong buổi lễ ân xá gà Tây cuối cùng của mình hồi năm ngoái, đã phóng sinh hai con Taylor và Todd, như người kế nhiệm ông nhắc đến trong buổi lễ hôm thứ ba. As many of you know, I have been very active in overturning a number of executive actions by my predecessor. Như nhiều người biết, tôi rất tích cực trong việc đảo ngược các sắc lệnh hành pháp của người tiền nhiệm tôi. Tuy nhiên, tôi được văn phòng cố vấn Tòa Bạch Ốc thông báo rằng sắc lệnh ân xá Taylor và Todd không thể nào thu hồi được, nên thôi chúng ta sẽ không thu hồi lại. Taylor và Todd, cứ yên tâm đi nhé. So Taylor and Todd, you can rest easy. Mặc dù Drumstick được Tổng thống ân xá, nhưng những người hâm mộ Wishbone cũng không phải lo. Chú gà này cũng sẽ được sống phần đời còn lại tại An Viên Gà Tây ở một trường đại học bang Virginia, nơi cư ngụ của những con gà Tây được ân xá trước đây. Tiếp xúc với chim muông không phải lúc nào cũng suôn sẻ đối với ông Trump. Ông đã bị một con đại bàng làm cho lúng túng trong khi đang chụp ảnh cho tạp chí Thời báo năm 2015. Cho nên, đã có các mong đợi về cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Trump và vị khách gà Tây hôm thứ ba trong trải nghiệm đầu tiên của ông với tập tục hàng năm ở Tòa Bạch Ốc này.